Chào mừng các bạn học sinh của trường tiểu học Võ Thị Sáu đến với giờ học giáo dục thể chất lớp 1. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Ở bài trước, cô đã hướng dẫn các bạn bài các tư thế vận động cơ bản của tay. Hôm nay, các bạn có đoán được cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn bài gì không? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy cùng cô đi vào bài học hôm nay nhé! Hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn bài số 3, tư thế vận động cơ bản của chân. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu mục tiêu của bài học hôm nay nhé. Ở bài hôm nay chúng ta cần phải biết và thực hiện đúng các tư thế vận động cơ bản của chân. Từ đó vận dụng trong quá trình tham gia các hoạt động, hình thành các kỹ năng vận động cơ bản trong cuộc sống. Địa điểm để tập luyện là sân nhà đủ rộng, sạch sẽ và không trơn trượt. Về trang phục, các bạn phải mặc trang phục lịch sự và gọn gàng nhé các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng cô thực hiện các động tác khởi động nhé. Xoay cổ. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các bạn các tư thế vận động cơ bản của chân nhé. Các tư thế vận động cơ bản của chân gồm có bước sang ngang rộng bằng vai, bước sang ngang rộng hơn vai, bước ra trước, bước rộng ra trước, đưa chân ra trước, đưa chân ra sau, đưa chân sang trái và cuối cùng là đưa chân sang phải. Trước khi đi vào luyện tập, các bạn hãy chú ý quan sát lên màn hình và lắng nghe cô hướng dẫn từng động tác để các bạn tập luyện không bị sai nhé. Động tác số 1, bước sang ngang rộng bằng vai. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông, bước một chân sang ngang, hai chân rộng bằng vai, mắt nhìn phía trước. Tư thế số 2, bước sang ngang rộng hơn vai. Đứng thẳng, hai tay chống hông, bước một chân sang ngang, hai chân rộng hơn vai, mắt nhìn phía trước.
Tư thế số 3, bước ra trước. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, bước một chân về trước, hai chân rộng bằng một bước chân. Tư thế số 4, bước rộng ra trước. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, bước một chân về trước, hai chân rộng hơn một bước chân, mắt nhìn phía trước. Động tác số 5, đưa chân ra trước. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, chân đưa ra trước, mũi bàn chân chạm đất. Động tác số 6, đưa chân ra sau. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, chân đưa ra sau, mũi bàn chân chạm đất. Động tác số 7, đưa chân sang trái. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang trái, mũi chân chạm đất. Động tác số 8, đưa chân sang phải. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang phải, mũi bàn chân chạm đất. Các bạn vừa lắng nghe và quan sát cô hướng dẫn các động tác cơ bản của chân. Bây giờ các bạn hãy cùng cô tập luyện mỗi động tác 2 lần 8 nhịp nhé. Động tác số 1. Bước sang ngang rộng bằng vai, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2. Rộng hơn vai, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3. Bước ra trước, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước rộng ra trước, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đưa chân ra trước, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đưa chân ra sau, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đưa chân sang trái, đưa chân sang phải, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn hãy cùng cô đi vào phần vận dụng nhé. Hãy quan sát hình sau đây và cho cô biết hình nào thể hiện tư thế chân đưa ra trước. Các bạn hãy quan sát thật là kỹ và trả lời cho chính xác nhé. Cô tin là ai cũng trả lời được đúng không? Rất là dễ đúng không nào? Và đây là đáp án của cô. Đó chính là hình số 1 đó các bạn. Ai đã trả lời chính xác thì hãy vỗ tay khen mình nhé. Các bạn ở nhà nhớ
Tập luyện thường xuyên các tư thế cơ bản của chân thật là nhiều lần. Các bạn hãy nói tên động tác trước khi tập nhé. Khi các bạn đã thuộc rồi, các bạn hãy nhờ ba hoặc mẹ ghi hình lại để gửi cho cô. Các bạn nhớ tập luyện thể dục buổi sáng hàng ngày để rèn luyện sức khỏe của mình cho thật tốt nhé các bạn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các bạn ở các tiết học sau nhé.